Yes. Ồ, nhìn to vãi. Cứ tưởng nó nhỏ nhưng mà nó vẫn to. Có chừng đây nha anh, đây nha. Đóng hộp bao cứng cáp luôn. À, khui này là thử xong có gì trong này vậy. Cái này là một phụ kiện theo này, cả cái máy. À, khóa 17, 19. Khóa 14, 12. Này chắc để mở này. Đúng không? Chống ngược. À, khui mấy cái này là coi hả? Chìa khóa. Cái này lỗ 38, motor 750W. Không có đầu khoen nhỉ. Này ở đây, trung tâm. Ủa, thấy review có bộ dao thứ mà không thấy bộ dao ta. Cái này đây nè. Biết dẹp xiết vô vậy. Nhưng mà cái này mục đích nó là gì? Cái này chống tâm của cái máy lớn hay sao ta? Tìm hiểu thêm. Làm bóng à, cái này là mũi tiện nhôm. Còn cái này là mũi tiện thép. Đó. À, cái máy này thì nó dài có khoảng tầm 1m2. Dài 1m2 nha. Cái đầu này thì đường kính của cái đầu này là 160mm. À, cái lỗ của cái này ấy, cái lỗ để mình nhét qua được không ạ? Lỗ từ đây mà nhét qua phía sau á là 38mm. Đó. Thì được trước mình cũng tìm máy Nhật các bạn. Thì cái máy này là máy Trung Quốc nha. Được trước thì mình cũng đã tìm máy Nhật. Có những chỗ người ta bán 40 triệu, 50 triệu. Có chỗ bán 70 triệu, 80 triệu tùy máy. Máy cũ hoặc máy mới hoặc là máy lớn, máy nhỏ nữa. Nhưng mà cái nhu cầu sửa xe của mình thì chỉ cần cái máy nhỏ thôi. Mà máy Nhật ấy thì thuộc dạng nó nặng lắm ạ. Chắc phải tính theo tấn thôi chứ. Tại vì cái máy này nhỏ xíu xíu đã gần 3 tạ, 2 tạ 6 rồi. Mà mấy cái máy kia nó lớn vậy thì chắc nó phải tầm tính theo tấn thôi. Cho nên là những cái máy lớn quá mỗi lần di chuyển nó sẽ rất là khó. Cho nên là mình ưu tiên cái máy nào nó nhỏ gọn thôi. Và cái máy như thế này gọi là nhỏ gọn thôi. Nhưng mà mình làm cái việc không có nặng lắm ạ. Làm trên mấy cái nhôm rồi có CNC, họng xăng. Rồi là vứt đế nồi, rồi là vứt tông, rồi là mấy cái lặt vặt thôi. Không có cần phải máy lớn hay là nặng gì. Cho nên là những cái máy kia mình cảm giác là nó dạng nhu cầu nó cũng quá hợp đối với mình. Cho nên là mình mua cái máy này. À, cái này thì nó có 250, 280, 320, 360. Đó. Nói chung là cái số nó càng lớn ấy, thì như cái khoảng cách với cái băng bèn này nó càng xa. Cho nên nó kẹp được những cái đồ nó lớn hơn. Đó, nhưng mà mình thì cũng không cần thiết tới cái đó. Mình chỉ kẹp tới cái mức độ mà cái 280 này đã gọi là dư thừa rồi. Cũng không xài tới rồi nhé các bạn. Mua về thì mình kiểm tra hết ốc lại. Mấy con ốc này thì người ta chưa siết đâu mẹ. Không có siết cứng nha. Ý là mình cho cái lục giác vô mình vặn nhẹ một cái là ra thôi. Ý là không cần dùng lực gì luôn ấy. Kéo phát là ra. Cho nên là mình về mình siết lại, mình kiểm hết một con ốc lại. Nói chung máy Nhật thì xài chắc chắn nó sẽ vip hơn đúng không ạ? Máy nó lớn hơn, nó đầm hơn, bật lên nó êm hơn, nó không bị rung các kiểu đúng không ạ?
Nhưng mà cái nhu cầu máy lớn thôi, rồi làm đồ nặng thôi các bạn. Chứ làm mấy cái đồ nhẹ nhẹ thì mấy cái máy này là ok rồi. Như mình thấy bước đầu tiên thì mình thấy nó gọi là đáp ứng đủ nhu cầu của mình rồi nha. Không còn gì phải to lớn, đao to búa lớn. Cái việc của mình thì việc nhẹ nhàng thôi, làm xe máy thôi các bạn. Về động cơ rồi về những cái đơn giản thôi, chứ không có nặng nề gì. Để cho mình tính mua một cái máy mini, nó nặng có khoảng tầm đâu đó 80 kg. Nhưng mà mình tham khảo qua tham khảo lại thì nhiều khi mình vớt nhôm, vớt sắt cái thứ mà nó nhẹ quá mà nó bị rung thì cũng không hay lắm đúng không? Cho nên là mình mua cái máy này cho nó lớn hơn, nó nặng hơn, đầm hơn, công suất lớn hơn, làm nó cũng gọi là cái máy kia thì quá nhỏ nhưng mà cái máy này thì vừa. Nói chung là mỗi người một nhu cầu thôi chứ chả biết được đâu. Có người thì cái máy to khổng lồ nữa, người ta vẫn đã thấy còn nhỏ tại vì cái nhu cầu công việc người ta khác. Còn mình thì thuộc dạng cái máy này là gọi là dư hớp rồi, không còn gì nữa. Nếu ví dụ mà xài cái này mà kẹp vô những cái vô lăng hoặc là cái nồi mà nó nhỏ quá thì người ta kèm theo cho mình ba cái chấu ngược này các bạn. Kẹp cỡ nào cũng được. Đó. Còn cái này thì người ta không khuyến mãi dao hay là gì nha. Bữa nãy mình mới mua hai cái cán dao với lại hai bộ hộp dao. Một hộp này với một hộp nhôm nữa là tính ra hết 1.400.000 á, 1.400.000 tiền dao rồi. Đấy là mới chỉ có vớt mặt thôi. Cái này người ta không bán lẻ, mình tính mua 1-2 chip thôi nhưng người ta bán nguyên bộ quất luôn. Rồi mai mốt phải dao móc lỗ, dao đủ kiểu đó. Nói chung là làm tới đâu mà thấy có cần phải kiểu dao gì thì mình lại phải mua thêm. Thì tính ra nếu mà mua dao này mà mua đủ bộ thì chắc tính ra nó cũng phải tầm đâu đó nó ra khoảng tầm 7-8 triệu. Nếu mà mình nghĩ nó cũng phải 7-8 triệu tiền dao nữa. Tại vì dao móc lỗ thì nó phải có cán khác đấy phải. Máy tiện thì mình không rành đâu nha. Đợt trước thì mình làm máy tiện thì cũng chỉ đơn giản là vớt mặt với bơm móc lỗ thôi. Còn bây giờ thì nó nhiều thứ quá bạn, nhiều kiểu dao quá cho nên mình không rành là có bao nhiêu cái kiểu dao trên thị trường này. Nhưng mà khi mà mình làm tới cái nhu cầu mình cần dao nào thì mình sẽ mua dao đó. Bước đầu thì thấy ngon, ok. Còn xài về lâu về dài mới biết được. Có cái mà làm bạn, ví dụ mà mình vớt bít tông hoặc là mình làm co CNC, mình làm họng xăng hoặc là mình vớt cái đế nhôm nồi hay là làm gì đó thì mình có cái máy tiện này nó sẽ rất là tiện. Chứ không mỗi lần mà mình đụng tới cái gì mình cũng phải đem đi tiệm gia công thì nó rất mất thời gian nha. Nhiều khi đi ra đấy người ta đâu có làm liền như mình đâu, còn phải đợi rồi là các kiểu á. Cho nên mình thấy nó hơi rắc rối á, cho nên là mình dứt luôn, làm luôn cái này. Cũng không rẻ lắm đâu á, bằng chiếc Winner, mắc hơn chiếc Winner mới giờ. Rồi, vậy thôi nha. Khoe khoe cái máy này cho các bạn biết thôi. Chào các bạn.